Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 8 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Trăng thức trên đồi. Nguyên Cẩn. Kính tặng thiền sư Tuệ Sĩ. Người múc cả trăng xuông mà uống cạn mài bóng mình trên vách núi Tịch Liêu cầm cố thanh xuân đổi chút nắng chiều hong ấm mộng những đêm dài hiu quạnh. Người hun khói hơ mùa đông rất lạnh. Hóa sương bay lờ lững tạt qua đời. Ném thời gian phiêu lãng dưới mây trời. Hòa mật đắng buồn trưng thành men ủ. Người thổi lửa vào mắt tình cô lữ. Mãi chờ mong khô già cả mùa vui. Đốt thành cho bao thương nhớ ngậm ngùi. Luồng lạch nhỏ tan mau vào biển rộng. Thôi nâng chén cười khan chiều gió lộng còn gì không tóc bạc đến mênh mông còn gì không tuyết trắng bọc sen hồng. Sương xuống chậm thân gầy đêm thức trắng. Và nghe lạnh chỉ khi trời về sáng. Vẹt chiêm bao trơ trọi một phương sầu. Ai tìm ai ngày tháng đó mưa mau. Dựa vách núi bóng mình khô rời rã. Mưa chút xuống mọc lên thành cỏ lạ. Hồn lá mềm khóc suốt một mùa thu. Thầy Tuệ Sĩ sống là chân lý. Nguyễn Phước Nguyên. Trong thi tập Thiên Lý độc hành bằng tứ ngữ Việt Pháp Anh Nhật, tôi nhận phần truyền 12 bài thơ trong thi tập này qua Anh ngữ. Hạnh ngộ của một người truyền ngữ sáng tác là được trao đổi trực tiếp với tác giả để bản dịch được chuẩn ý, chọn ý và nhất ý. Bao nhiêu lần gửi bản tiếng Anh qua để thầy đọc, niềm vui là qua những trao đổi, thầy thấu đáo tâm niệm của tôi khi truyền ngữ, không chỉ dịch nghĩa, không chỉ truyền ý, mà chữ dùng phải chuyên chờ cả cảm niệm của từng bài thơ. Và điều quý nhất, thích nhất là tôi đã tự nghiệm ra sau những trao đổi này. Chân lý sống của thầy, sống, là chân lý. Hơn một năm sau, tôi lại tiếp tục tham gia chuyển ngữ thi tập Ngục Trung Mị Ngữ. Lần này, thầy chia sẻ với tôi về cảm niệm và ý tưởng của thầy, trong, từng bài thơ rất nhiều, có khi phải trao đổi qua lại nhiều lần chỉ để tìm ra một chữ tiếng Anh phản ảnh và gói ghém chọn hai yếu tố đó. Như trao đổi sau đây về chữ mị để chuyển ngữ cho, nát ý, cái tựa. Ngục Trung Mị Ngữ. Nguyễn Phước Nguyên, có ba tựa để chọn, Alluring vs. In Captivity, Beguy vs. In Captivity, Mesmerai vs. In Captivity. Alluring, lôi cuốn, Beguy, lôi cuốn một cách kỳ bí, Mesmerai, thu hút. Mị quan trọng là hiểu ra sao chữ, mị. Tuệ Sĩ, mị, nói trong mơ, nói lúc nằm mớ. Delirious saying in prison, delirious talk in prison, không dịch hay lắm. Rất khó để tìm một chữ tốt đúng. Nguyễn Phước Nguyên, Delirious versus In Captivity, Delirious Pondering In Captivity. Tuệ Sĩ, nói chuyện trong mơ, nói chuyện mê man của một người nằm mơ. Trong lao tù, NPN, Somniloquy of a Prisoner, hay Convict, hoặc Inmate Somniloquy In, hoặc From Confinement, Somniloquy Within, hoặc From a Jail Cell. A Prisoner Somniloquy. Tuệ Sĩ, somniloquy có thể là một chữ hay, nhưng thiếu ẩn ý khôi hài, chút điên rồ nhưng bảng làng. NPN, soliloquy nói chuyện với chính mình, somniloquy nói chuyện trong mơ, nằm mớ. Tuệ Sĩ, a prisoner somniloquy là cái tựa trọn vẹn và hài lòng nhất. Chuyển ngữ những bài thơ mình thích là một niềm vui, một đam mê. Chuyển ngữ những bài thơ mình thích của một người thơ mình kính quý, là một hân hạnh. Làm được hai điều, và cùng lúc, được tương trao cảm niệm với người thơ đó, thật, là hạnh phúc hiếm hoi. Đây là cảm xúc duy nhất còn lại trong tôi, sau khi phiên bản tiếng Anh của 18 bài thơ trong Ngục Trung Mị Ngữ đã được hoàn tất, đồng thuận, và gửi đi. Và mãi mãi, Nguyễn Phước Nguyên, trích Ngục Trung Mị Ngữ, dưới trăng soi lồng lộng bóng du già, Nguyễn Tân Cứ. Đời cũng như mây rồi trôi đi biển biệt chân trời xa cách loạn những yêu phiền kệ những chùa không vàng lòe biệt điện kệ những ma vương đội lốt tu hành. Kệ thế giới đang đến hồi gió lạnh. Hoàng vụ buồn bão lộng miên man. Người ở lại hay đi hay hình nhan địa tạng. Có cho bay hay, du thủ dưới trăng tàn.
có tuổi trẻ hư không chập trùng ngã mạn có thi sĩ hoang vu mơ mà ngoại hạng cũng vậy thôi Bồ Tát đi có gì đâu, vội vã, dưới trăng soi lồng lộng bóng. Dô già, biết mình tóc trắng. Nguyễn Tha Hương, tri ân thầy tuệ sĩ. Vàng thau đá nát muộn phiền trên vai áo bạc một miền tà huy thơ cùng hệ lụy nhu mì. Lắng sâu tâm thức tư nghỉ trần ai. Đồi xanh mây trắng đường dài. Khóc thương dâu bể miệt mài lời kinh cô đơn thiên lý hành trình. Đi cho suốt hết một mình cuộc chơi. Đưa tay quét nắm bụi đời. Trụ theo sương lạnh mấy lời viễn phương mây trời ngủ giấc miên trường. Hương tàn bếp lạnh quê hương vai gầy. Biển rừng lịch sử đong đầy. Nghe thương Đông Hải xôm vầy Trường Sơn. Biết mình tóc trắng vai sờn chú thích mở ngoặc chữ của thầy tuệ sĩ trong bài thơ, bếp lửa giữa rừng khuya. Đóng ngoặc, từ đây khổ nạn buồn hơn kiếp người. Nguyễn Tha Hương, tỳ kheo thích tuệ sĩ một nhân cách. Nguyễn Thanh Bình, lẽ thường, trí thức là những người có bằng cấp, học hàm, học vị. Nhưng, không phải ai có bằng cấp, học hàm, học vị, mặc nhiên. Là, trí thức. Bằng cấp, chỉ là giấy chứng nhận học vấn. Học hàm, học vị chỉ là thứ xác định thứ bậc trong chuyên ngành. Những thứ đó chỉ là, mũ áo. Có những người, chẳng bằng cấp, học vị gì, vẫn là bậc trí thức lỗi lạc. Trí thức là người có trí tuệ, trí kiến và nhận thức minh xác, với phẩm. Chất nhân cách nổi bật. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là một trí thức như vậy. Một lần, thầy kể, buồng họ nhốt mình ngay cạnh cầu tiêu, ngày cũng như đêm, trời nóng hay lạnh, lúc nào cũng ngửi cái mùi đó. Giết thành quen. Sau, họ rời mình qua buồng khác, không còn mùi đó nữa. Lại thấy, nhớ, rồi thầy cười hiền hậu. Tảo khởi xuất tẩy tịnh, thung dung lập phiến thời tự hữu thần tiên thái. Hà tu sơn thủy vi. Dịch nghĩa. Sáng sớm ra ngoài đi vệ sinh. Chỉ cần thong dong đứng lại chốc lát tự nhiên thấy có phong thái thần tiên cần gì phải có núi non, sông nước. Tảo thượng tẩy tịnh, ngục trung mỹ ngữ, tuệ sĩ. Sống trong bầu không khí xu uế, tâm vẫn thanh tịnh, nơi tối tăm, kề cận cái chết, thể vẫn bình thản, tự tại. Thầy chẳng bằng cấp gì, nhưng đọc và nghiên cứu triết luận phương Tây qua bản ngữ, như triết gia Phạm Công Thiện từng nhận xét. Đọc rất kỹ Heidegger và Michel Foucault, bài diễn thuyết đầu tiên về Michel Foucault tại Việt Nam dạo đó là do tuệ sĩ thuyết trình tại giảng đường Đại học Vạn Hạnh. Lê Mạnh Thát và tuệ sĩ, hai vị thiền sư. Chẳng những thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, chữ Hán mà còn nghiên cứu tam tạng Phật Điển từ tiếng Phạn, Tạng. Ít người hiểu được tư tưởng Abhidhamma A Tỳ Đạt Ma, hệ thống phức tạp nhất của Phật giáo Nguyên Thủy, và tư tưởng Nagarjuna, luận sư Long Thọ một cách sâu sắc cho bằng tuệ sĩ. Phạm Công Thiện, các vị cao tăng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam xưa, phần lớn chỉ hoằng dương Phật Pháp, gián tiếp qua Hán văn, không vị nào biết tiếng Phạn. Các học giả phương Tây hiện đại, phần lớn nghiên cứu Phật học trực tiếp từ tiếng Sanskrit, vốn là một từ ngữ, thứ ngôn ngữ không còn ai dùng, chỉ còn lại văn tự. Thầy tuệ sĩ cũng như vậy. Đá mòn phơi nẻo tà dương. Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi. Ngàn năm vang một nỗi đời. Gió đưa cuộc lữ lên lời viễn phương. Đan xa giã mộng phi thường. Đào tiên trụi lá bên đường tử sinh. Đồng hoang mục tử trung tình. Đăm chiêu đợi ảnh nóc đình hạc khô. Mộng trường sinh, trích tập thơ giấc mơ Trường Sơn. Thầy làm thơ rất nhiều phương trời viễn mộng, giấc mơ Trường Sơn, những điệp khúc dương cầm, ngục trung mỹ ngữ. Phần lớn bằng chữ Hán, nhưng chẳng những thầy không bao giờ tự coi mình là nhà thơ, mà cũng không coi mình là thiền sư. Chỉ đơn giản là một tỳ kheo bình dị. Phụng thử ngục tù phản cúng dường tối thắng tôn thế gian trường huyết hận bình bát lệ vô ngôn. Bài thơ, cúng dường, trong tập ngục trung mỹ ngữ. Đây bát cơm tù con kính dâng. Cúng dường Đức Phật đấng tôn thân. Thế gian chìm đắm trong máu lửa lệ nhỏ không lời, lòng xót thương, hòa thượng Thích Nguyên siêu dịch. Những tuyệt cú toát ra từ một tâm hồn thanh cao, một cuộc đời thăng trầm khốc liệt, vẫn ung dung, tự tại. Tư tưởng thâm diệu, uyên áo của tư tưởng triết học Phật giáo, thấm đẫm và ẩn sâu sau những vần thơ. Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ. Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn tùa đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan cười với nắng một ngày sao trong thế nay mùa đông mai mùa hạ buồn trăng đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ.
bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rủ. Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn. Khung trời cũ, giấc mộng Trường Sơn. Bằng trí lực phi thường, chẳng những cống hiến cho Phật giáo Việt Nam khối kiến thức đồ sộ, mà còn bằng nhân cách cao quý, tỏa sáng soi đường cho hàng Phật tử tâm thành, đang đi trên con đường giác ngộ, tình yêu đối với quê hương, dân tộc. Đi vào cõi thơ tuệ sĩ. Nhật Uyển, Thư Cưu. Đi vào cõi thơ thầy tuệ sĩ. Thơ thầy tuệ sĩ là thế giới thi ca ẩn mật đồng thời phơi mở một phương trời cao rộng. Là thanh âm của một cung đàn xa vắng, xa thẳm trong tinh thần bi trí của nguồn văn học đại thừa Phật giáo. Đọc thơ bằng tinh thần chậm rãi từ hòa chúng ta sẽ nghe ra nhiều điều mới lạ, uyên áo. Chờ mưa tạnh ta trải trăng làm chiếu ngàn năm sau hoa trắng trổ trên đồi. Thơ tuệ sĩ. Yêu nhau từ vạn kiếp. Nhìn nhau một thoáng qua nhà đạo nguyên không nói trăng buồn trăng đi xa. Thơ tuệ sĩ. Thơ thầy tuệ sĩ là tiếng nói cô liêu, là nguồn thơ sống động của một đạo sư, một thiền sư thi sĩ như tên gọi tập sách viết về thầy tuệ sĩ của Nguyên Siêu và nhiều tác giả ở hải ngoại. Lời thi sĩ, giáo sư Phạm Công Thiện đặt tựa là tuệ sĩ, đạo sư, thơ và phương trời mộng. Phương trời mộng là phương trời cao rộng, phương trời vô ngôn theo tinh thần kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh như lộ diệt như điền. Ưng tác như thị quán. Tất cả mọi hiện hữu do tương quan đều y như là mộng, huyễn, bọt nước, bóng trong gương, như sương mai, như điện chớp. Lời thầy tuệ sĩ dịch trong tuệ sĩ, văn tuyển 3. Và đây là những dòng thơ trong giấc mơ Trường Sơn. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng. Người vẫn đi như nước chảy xa bờ bờ bến lạ chút tự tình với bóng mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm. Thơ tuệ sĩ giấc mơ Trường Sơn. Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng. Như sương mai như ánh chớp mây chiều. Thơ tuệ sĩ. Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn. Treo gót hài trên mái tóc vào thu ngày đếm mộng đi qua từng đọt lá rũ mi dài trên bến cỏ sương khô thơ tuệ sĩ. Gió cao bong bóng vỡ mây sương dài kín đồng thành phố không buồn ngủ khói vỡ bờ hư không. Tĩnh thất 25, thơ tuệ sĩ. Đến đi vó ngựa mơ hồ. Dấu rêu còn đọng trên bờ mi xanh. Tĩnh thất 2, thơ tuệ sĩ. Trong bài thơ, Biệt Cấm Phòng, của tập mục Trung Mỹ Ngữ đã thể hiện những dòng thiền thi như sau. Ngã cư không xứ nhất trùng thiên. Ngã giới hư vô chân ca thiền. Vô vật vô nhân vô thẩm sự. Tỏa quan thiên nữ tán hoa miên. Ta ở tầng trời không vô biên. Nơi ấy tịch nhiên thiền thật thiền không vật không người không đa sự nhìn xem hoa vũ bởi tiên thiên thích nguyên siêu dịch. Thơ thầy tuệ sĩ lung linh sương bóng những thi ảnh nhẹ nhàng thanh thoát cùng ngôn từ sâu lắng, sâu thẳm mang nhiều ý nghĩa phong phú đến không ngờ. Đó là những lời thơ vừa dịu dàng vừa dữ dội, tha thướt và tha thiết trong nguồn bi tâm vô bờ nguồn trí tuệ tỏa sáng mở ra nhiều cung bậc giao cảm tương hòa. Những từ ngữ, hình ảnh thường gặp trong những tập thơ của thầy tuệ sĩ là giấc mộng, bước đường, núi cao, hư vô, cát bụi, đá mòn, hoàng hôn, bình minh, nụ cười, tiếng khóc. Mây, sương, rừng sâu, dòng suối, đốm lửa, sao mọc, giọt máu, lệ rưng rưng. Ngoặc kép, khuya còn lạnh sương mù và gió lốc thở hơi dài cát bụi cuốn chiêm bao bên cửa sổ bên kia đồi sao mọc. Một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng. Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu. Cánh chim trời, thơ tuệ sĩ. Năm trời đá ngủ lòng khe. Lưng trời cánh hạc đi về hoàng hôn. Thơ tuệ sĩ, tiểu khúc Phật đàn. Thơ thầy tuệ sĩ là cõi thơ trầm mặc nhiều ẩn ngữ sâu xa và cao rộng như đôi cánh của loài chim hạc trên đỉnh tuyết. Trong cô đơn im lặng và lắng nghe ta nghe ra cõi miền không bến bờ. Thơ thầy tuệ sĩ là tiếng nói cô liêu của một thi sĩ trọn đầy, một hành giả. Là tiếng nói chan chứa trên con đường Bồ Tát đạo, người đã đem cả tâm nguyện máu lệ hòa chan của mình dàn trải khắp đó đây cả quê hương và con người làm thành con đường yêu thương phụng hiến. Dàn trải cho tất cả mà không trụ chấp vào đâu cả. Như tiếng nói của những thiền sư, thi sĩ xưa nay và những hòa âm tương ứng, những nhà thơ phiêu bồng suốt cõi Nguyễn Du, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện. Ngã hữu thốn tâm vô giữ ngữ. Hồng Sơn Sơn Hạ Quế Giang Thâm. Thơ chữ Hán, Nguyễn Du. Ta có tấm lòng không nói được bằng lời. Dưới chân núi Hồng Sơn sâu thẳm Quế Giang ơi. Tạm dịch, dòng sông đi con nước nói ngàn ngày. Rằng biển rộng không bến bờ em ạ. À.
Trời bữa đó không nói gì, không nói một lời gì, xưa đã nói miên man. Thơ mưa nguồn, Bùi Giáng. Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn. Cây khế đồi cao trổ hết bông. Thơ ngày sinh của rắn, Phạm Công Thiện. Từ nguyên sơ đã một lời không nói. Như trùng dương ngưng tụ cánh hoa đào. Thơ Tuệ Sĩ. Ta thấy người thơ, thế giới thơ mãi là những dấu chân gió xóa, là bước chân xuống núi, đi xuống đời sống, hòa quang đồng trần, hòa ánh sáng với cát bụi đem bình minh pha màu hoàng hôn. Là người mở ra cuộc lữ làm kẻ, rong chơi từ hỗn độn. Từ ta trải áo đường mưa bụi, tưởng thấy tiền thân trên bến không. Thơ Tuệ Sĩ. Chờ mưa tạnh ta trải trăng làm chiếu ngàn năm sau hoa trắng trổ trên đồi. Thơ Tuệ Sĩ. Bình minh sư xuống núi khóe mắt còn rưng rưng vì sự yêu bóng tối. Ác mộng giữa đường rừng. Hạ Sơn, thơ Tuệ Sĩ. Thơ Tuệ Sĩ là nguồn bi tâm giạt rào, là nước mắt và tánh không. Những giọt nước mắt từ khóe mắt đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm rơi xuống, giọt nước mắt hiện thân thành thánh nữ Đa La. Ngài hiện thân sức mạnh để dẫn người khốn khổ vượt qua khỏi những tai họa hiểm nghèo. Tai họa bởi nước cuốn, bởi thú dữ, cũng như bởi sự phản bội của người tình. Bởi vì Tara có nghĩa là cứu độ. Từng âm thanh mật ngôn như những ánh sao lấp lánh bởi Tara cũng có nghĩa là ngôi sao, mờ nhạt nhưng có đủ uy lực để đưa người đến chỗ an toàn. Tara, hay Tara, mẹ của Đại Bi và Đại Trí, luôn nhìn xuống những đứa con ngu xuẩn, và yếu đuối, đang lang thang suốt cả đêm dài trên mặt đất hoang vu. Lời tựa tập thơ Phạm Công Thiện của thầy Tuệ Sĩ. 10 năm đó anh quên mình sẩy yếu. Đôi vai gầy từ thuở dựng quê hương. Ta cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu. Bản tình ca vô tận của Đông Phương. Và ngày ấy anh trở về phố cũ. Giữa con đường còn dợp khói tang thương. Trong mắt biếc trong nỗi hờn thiên cổ vẫn chân tình như mưa lũ biên cương. Những năm anh đi, thơ Tuệ Sĩ. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh. Ngoài hư không còn dấu chim bay, từ tiếng gọi màu đen đất khổ. Thắp tâm tư thay ánh mặt trời. Mộng ngày. Thơ Tuệ Sĩ. Buổi vô thủy hồn tôi từ đáy mộ. Uống sương khuya tìm sinh lộ viễn trình. Khi nắng sớm hôn nồng lên nụ nhỏ tôi yêu ai, trời rực sáng bình minh. Bình minh, thơ Tuệ Sĩ. Nụ cười trong mộng cũng là hạt cát trong đôi mắt. Hạt cát, nữ vương ngự huy hoàng trong dáng đỏ. Cài sao hôm lấp lánh tóc mai. Bà cúi xuống cho đẹp lòng thần tử. Kìa, khách lạ, người là ai? Tôi sứ giả hư vô. Xin gửi trong đôi mắt bà. Một hạt cát. Thơ Tuệ Sĩ. Xin được góp mặt đôi dòng cảm nhận đơn sơ về thế giới thơ thầy Tuệ Sĩ. Người viết xin ghi ra đây bài thơ tương kính, tương hòa đồng hiện trong ngày kỷ niệm lễ Ví Quan Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, 19/6 Quý Mão 2023. Cảm niệm Quan Thế Âm. Ta về bóng núi nguồn khe. Bàn chân của suối đi về trùng khơi. Lặng yên gương mặt biển trời. Lòng như giọt lệ tan vời hư không. Nhật Uyển, Thư Cưu. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thiền sư Đàn. Vĩnh hữu tâm không. Khởi từ địa ngục thâm u. Diệu âm bát nhã thiên thu vọng đời. Thiền ca đốn tiệm không lời. Kim cang uy dũng chuyển rời núi non. Xuất thần. Kim cổ bác thông véo von lắng đọng. Qua sông thả chèo tiếng đàn reo. Tiếng đàn reo. Vượt băng qua khúc ngặt nghèo vô chi. Khi thống thiết lúc thầm thì. Ruột gan réo rắt hai tay vỗ thùn. Nghịch âm len giữa bão bùng. Suốt xuyên nhọn sắc chập trùng âm dài uyên huyền. Giải thoát không hai u minh sáng nến thiên thai mở cờ. Đàn ngân rung giữa đôi bờ. Tử sinh chập choạng. Bất ngờ bặt thinh. Khẽ khàng lay cõi phù sinh. Búng dây chuông gọi sắc hình hợp tan. Vô biên bất tận vơi tràn. Bất sanh bất diệt, sư đàn như không, vĩnh hữu tâm không, nghe dương cầm, vĩnh hữu tâm không, lắng nghe âm điệu dương cầm, nỗi niềm tuôn chảy rì rầm phong ba, đâu phương ngoại, đâu ta bà, đâu là bến đỗ lặng lờ trăng soi, thở ra rồi cũng nín hơi, rồi cũng chơi vơi thăng trầm, lắng nghe điệp khúc dương cầm, ba la yết đế, vượt tầng kiến chi, rào nghiêng. Vách đổ ầm ì, kiến leo chóp đỉnh hiền bày vô tung. Nụ cười rung động lao lung. Sương xa nặng lá cội tùng đáy khe. Âm ba vi diệu cuộn về. Tiếng gầm sư tử xua bè khuyển lang.
chập trùng. Vi vút tình tang xuyên sao hồ hải trăng vàng lung lay. Hồ lô khô giọt đắng đầy. Trầm rơi thinh lặng giọt cay uyên huyền giạt rào. Rồi cũng tịch yên dương cầm hạ nắp cõi thiền mở bung. Vĩnh hữu tâm không. Tuệ sĩ hóa thân giữa đời thường. Tâm nhiên. Đại hùng đại lực đại từ bi diệu âm thấm tận ngục A tỳ huyền âm vang đỉnh trời đâu xuất bất khả tư nghỉ bất khả chi. Là quán thế âm hải triều âm thầm thâm vi diệu khúc cung cầm vô biên vô lượng vô cùng tận. Vẫn cứ đi về chuyển pháp âm. Nghìn tay nghìn mắt lặng trầm nhiên hiện đủ hóa thân khắp mọi miền cảm ứng ngay trong từng ý tưởng. Thương yêu diệu dụng mãi triền miên. Nguồn thơ cuồn cuộn viễn du phương. Tuệ sĩ hóa thân giữa đời thường. Thập loại chúng sinh đều yêu hết. Trên vạn nẻo đường thương quý thương. Sư tử hống vô ý thuyết. Tâm nhiên. Long thọ gầm vang sư tử hống. Kinh hoàng khiếp đảm cáo trồn hoang. Động cả ma quân lâm tế hét. Khiến u mê tỉnh giấc mộng tàn. Bước thượng đẳng chơi tăng triệu hát. Bài vô sở hữu không bất không. Tuệ trung thượng sĩ cuồng ngâm khúc. Tối thượng thừa ca huyền giác đồng. Sống chết đến đi nhàn thôi vậy gậy thiền sư múa giữa phù hư tuệ sĩ cùng về lê mảnh thát sáng tạo trào dâng rất đại từ. Nỗi chăn trở trong thơ của hòa thượng tuệ sĩ. Terry Lee. Tôi không có duyên được gặp thầy tuệ sĩ, nên chỉ xin góp mặt bằng cách giải thích và dịch sang tiếng Anh mấy vần thơ của thầy để giới thiệu với các độc giả Việt Nam và ngoại quốc một viên ngọc sáng chói của Việt Nam. Dù lời thơ có khi mộc mạc dễ hiểu, có khi bí hiểm, huyền diệu. Nhưng bất cứ bài thơ nào của thầy cũng cho người đọc thấy cái tâm đạo sáng ngời bi, trí, dũng của thầy. Nói về thơ của thầy thì phải nói ngay tới bài, khung trời cũ. Khung trời cũ. Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang, phút vội vã bỗng thấy mình du thủ. Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Cười với nắng một ngày sao chóng thế, nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh, giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ. Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn. Ngày bốn câu đầu, tôi đã không hiểu thầy nói gì. Thế nhưng bài này được thi sĩ Bùi Giáng ca ngợi hết lời như sau, mới nghe bốn câu đầu thôi, tôi đã cảm thấy lạnh buốt linh hồn, tê cóng cả cõi giả. Ông viết tiếp, mở lời ra. Nguồn thơ trực nhập vào trung tâm cơn mộng chiêm niệm. Đầy đủ hết mọi yếu tố bát ngát, một cung trời sán lạn bao la, một hội cũ sao xuyến, một tuổi vàng long lanh. Một đôi mắt ướt ngậm ngùi của hiện tại, rồi phân tích hai câu kế tiếp, ông viết, mối tình rộng thả suốt biển non im lìm lạnh lẽo. Một hạt muối vẫn chưa tan, một nếp u ẩn của lòng mình bơ vơ không gột rửa. Ta tưởng như nghe ra cao cách điệu bi hùng của một liệp hộ, một nơ vồ. Một chỗ trầm thanh nhất trong cung bậc Nies. Dựa vào lời giải thích của cố thi sĩ Bùi Giáng, tôi dịch bài thơ của thầy như sau. Reminiscing old gathering. Reminiscing old gathering, watery eye, glittering young egg and bright sky. A fading blue dress is no longer blue on a deserted hill. In a rash moment I find myself a vagabond. Lighting up a lamp, waiting for the moon to fade, eerie side story. 4,000 of years, from cold mountain to silent sea, this rock top and that soul grain remain undissolved. Smiling with the sunlight, why a day passes so quickly. Today winter, tomorrow summer, should I bear set? I am not too old to call me gray hair. Tired hill, I have wandered through long, dusty road, looking back, when I only stay inside for gloomy hour, stream hour running up and down in distant forest. Các bạn có thấy sự kỳ diệu trong thơ thầy khi thầy viết đỉnh đá trên núi lạnh và hạt muối dưới biển im vẫn chưa tan dù đã trải qua muôn thuở. Đỉnh đá trên núi chưa tan thì ta có thể hiểu được, nhưng hạt muối nhỏ bé dưới biển cũng vẫn chưa tan thì chỉ có thiền mới giải thích được. Đọc thơ của thầy mà không thấy cái chất thiền bàng bạc trong đó là một thiếu sót to lớn, nhưng nếu không thấy nỗi chăn trở của thầy về đất nước trong từng câu, từng chữ là một thiếu sót lớn hơn. Với thơ của thầy tuệ sĩ, khi đọc những câu thơ lãng mạn, có dáng em buồn, có môi em thơm ngọt và có cả lời hứa đi kiếm trăng ngàn cho em, có ai nghĩ là do một thiền sư viết ra hay không? Ôi hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé, chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây, đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ. Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai, để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay.
Ác mộng, viết tại rừng Vạn Dã, năm 1976, trích trong sách giấc. Mơ Trường Sơn. Hay. Bóng tôi xa đêm dài phố thị. Nhớ con đường thơm ngọt môi em. Bài thơ bỏ sót, viết tại Sài Gòn, năm 1978, trích trong sách giấc. Mơ Trường Sơn. Hay. Anh ôm giấc mộng đi hoang. Biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Câu thơ đề tặng ở trang đầu cuốn sách Ngục Trung Mỹ Ngữ. Làm sao mà dịch những câu thơ trên sang tiếng nước ngoài? Trong tiếng Việt, chữ em không chỉ chỉ về người con gái, hay một người nhỏ hơn ta vài tuổi, mà còn chỉ về một người mà ta yêu thương. Nên khi thầy viết, thơ ngọt môi em, thì tôi không nghĩ là thầy đã từng hôn môi, em, nào đó để rồi khi phải đi xa còn nhớ môi em thơm ngọt. Theo tôi, chữ em trong thơ của thầy là đất nước Việt Nam, đã được thầy nhân cách hóa. Có vậy mới, cảm, được trái tim của thầy luôn xót xa cho đất nước. Tôi mời các bạn đọc thêm một bài thơ nữa của thầy, hy vọng các bạn cùng tôi thấy được những khắc khoải, day dứt của thầy về quê hương đất nước. Tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, lời ai du trào máu lệ bi thương. Hồn ai đó đôi tay gầy sờ soảng, là hồn tôi tìm dấu cũ quê hương. Dạ khúc, viết tại Sài Gòn năm 1978, trích trong sách Giấc Mơ. Trường Sơn, Serenade. Who cried in the long night of resentful bitterness? Who sing a lullaby filled with sorrow, tear and blood? Who so blindly fumbled with his slender hand? It me so searching for traces of me lost homeland. Trở lại với ba đoạn thơ ở trên, với ý nghĩ chữ, em, của thầy là đất nước mình, tôi dịch như sau. Ác mộng. Ôi hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé, chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây, đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ. Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai, để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay. Nightmare. Oh so happy, how small I am that I can. Describe me sweet love to her on a blank sheet of paper. Living the life of a solo traveler, I never have a rest. Lying in a night forest, waiting for the morning star. At the moment awoken from the nightmare. By a small cloudy stream mounted her set silhouette. Bài thơ bỏ sót. Bóng tôi xa đêm dài phố thị. Nhớ con đường thơm ngọt môi em. An unfinished poem. When me shadow is leaving the long night of me city. I remember the street where I tasted the sweetness and fragrance of her lips. Câu thơ đề tặng ở trang đầu cuốn sách. Anh ôm giấc mộng đi hoang. Biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Epigraph. Carrying a dream in me heart. You wander around, wondering where to find the moon to pick down for you. Dưới đây là nguyên văn hai bài thơ của thầy mà tôi đã trích mỗi bài một đoạn ở trên. Bài 1, ác mộng. Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo đấy, thịt xương người vung vãi lối anh đi. Nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy. Vì yêu em trên cây lá đọng sương mai. Anh chiến đấu nhọc nhằn như cỏ dại, thoảng trông em tà áo mỏng vai gầy, ôi hạnh phúc, anh thấy mình nhỏ bé. Chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây. Đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ. Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai, để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay. Nightmare. Nightmare after nightmare because of brutal forest fire, and human flesh and bone are scattered in me path. But deep in me I there is no red burning hatred, because I love her like morning dew love leaf. I have been fighting as hard as white grass. Catching a glimpse of her thin dress and slim shoulder, oh so happy, how small I am that I can. Describe me sweet love to her on a blank sheet of paper. Living the life of a solo traveler, I never have a rest, lying in a night forest, waiting for the morning star. At the moment awoken from the nightmare. By a small cloudy stream mounted her set silhouette. Nếu tôi đã đánh mất nét chữ tình trong hai câu thơ của thầy. Để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay. Khi dịch sang tiếng Anh. At the moment awoken from the nightmare. By a small cloudy stream mounted her set silhouette. Thì đó là lỗi của tôi. Bài 2, bài thơ bỏ sót. Tóc em tung bay sương chiều khói biếc dệt tơ trời thành khúc hát bâng khuâng tỉnh hay mộng khi Trường Sơn xa hút đến bao giờ mây trắng gửi tin sang. Hồn tôi đi trong rừng lang thang.
vọng lời du từ ánh trăng tàn. Mắt em nhỏ ngại ngùng song cửa, nghe tình ca trên giọt sương tan. Bóng tôi xa đêm dài phố thị, nhớ con đường thơm ngọt môi em. Ơi là máu, tủi hờn nô lệ. Bóng tôi mở suối nhỏ đêm đêm, gót chân em nắng vàng xua viễn phố. Những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chim, ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ. Sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim. An unfinished poem. Her flying hair is airborne in afternoon mist and blue smoke, weaving heavenly silk into a melancholy song. As our Cordillera is far away, awake or asleep, when will the white cloud bring me the new? As me so wander in the forest, I catch echoing lullaby from the fading moonlight, I see her small, side eye by the window sill. And I listen to a love song on the evaporating dew. When me shadow is leaving the long night of me city, I remember the street where I tasted her sweetness and fragrance of her lips. Oh, now on this street, blood, suffering and slavery, me shadow fade away in the stream night after now hòa thượng. As the yellow sunlight send her hue to a distant play, her pink toes are bewilderingly lost in the bird path. Oh, I can never forget the long night of the past. Her soft hair slow the singing rhythm in me heart. Hai câu cuối của bài thơ. Ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ. Sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim. Nghe du dương như một điệu nhạc, mà tôi không biết có truyền tải qua tiếng Anh được không. Oh, I can never forget the long night of the past. Her soft hair slow the singing rhythm in me heart. Nhưng tôi hy vọng bài dịch của tôi có thể làm các bạn hiểu rõ hơn tâm tư của thầy khi thầy viết những vần thơ này. Thí dụ, khi thầy viết, nhớ con đường thơm ngọt môi em, ơi là máu, tủi hờn nô lệ. Thì tôi hiểu là thầy đang nói về những con đường của đất nước ngày xưa thơm ngọt môi em mà bây giờ tràn đầy máu, tủi hờn, và nô lệ. Vì thế tôi thêm vào, now, on this street. Còn ở câu thơ, gót chân em nắng vàng xua viễn phố. Những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chim. Theo tôi, thầy đang nói về những người đang bị đuổi đi vùng kinh tế mới, xua đi phố xa, khiến những ngón chân ngày trước tươi hồng bây giờ tan tác, ngơ ngác. Chỉ đọc thoáng qua làm sao hiểu được nỗi lòng của thầy. Sau phần giới thiệu về thi sĩ Tuệ Sĩ, bây giờ để các bạn hiểu thêm về thiền sư Tuệ Sĩ, tôi xin bắt đầu bằng 4 bài thơ thầy làm trong tù, khi bị Việt Cộng bắt giam và xử tử hình, sau đổi thành 20 năm tù, vì tội, tán thành, ủng hộ, che chở, đùm bọc hành động phản cách mạng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, vì tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không thừa nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam do chính quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên. Khi bị tù, thơ thầy vẫn trong sáng, không tì vết hận thù. Những bài thơ này được gom lại và được nhà xuất bản Quảng Hương Tùng Thư in thành sách năm 1988 mang tựa đề Ngục Trung Mỹ Ngữ. Thơ thầy viết bằng chữ Hán. Tôi phiên âm Hán Việt, và dịch sang tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi tin là thầy viết nhiều nhưng có lẽ một số đã bị công an tịch thu và xé bỏ. Tôi nghĩ khi đọc 4 bài thơ này, các bạn không cần tôi phải nói thêm gì nữa về đức độ của thầy. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 1, Trách Lung, Lồng Hẹp, Narrow Cage. Trách Lung do tự tại tán bộ nhược nhàn Du Tiếu Thoại độc ảnh hưởng không tiêu vĩnh nhật tù. Lòng tự tại trong tù thong dong tôi tàn bộ cười nói rất thanh thản ngày tù nhẹ như không. With a peaceful and relaxed mind. Is show back and forth in this narrow cage, smiling and talking to myself peacefully. I get through the never-ending prison day. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 3, Cúng Dường, Prayer. Phụng thử ngục tù phản cúng dường tối thắng tôn thế gian trường huyết hận bình bát lệ vô ngôn. Tay dâng bát cơm tù. Cúng dường đấng thế tôn thế gian đầy máu hận nâng bát, khóc nghẹn lời. Lifting a bow of right inside the prison cell, I say a prayer to the enlightened. As my heart is heavy for the wound full of hatred, I silently choke on tear while holding the bow. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 4, Biệt Cấm Phòng, Phòng Biệt Giam, Solitary Confinement Cell. Ngã cư không xứ nhất trùng thiên. Ngã giới hư vô chân cá thiền. Vô vật vô nhân vô thẩm sự. Tỏa quan thiên nữ tán hoa miên. Ta ở nơi cõi trời không xứ. Nhập thiền trong cảnh giới hư vô. Không vật, không người, không mọi việc. Thanh nhàn xem tiên nữ giác hoa.
Inside this solitary confinement cell, I enter into meditation. Reaching me heavenly realm of the emptiness. Where object, human being, and essence are all empty. Here, you at the fairy sprinkle flower peacefully. Ngục Trung Mỹ Ngữ, bài số 13, tự vấn, tự hỏi, self-reflection. Vấn dư hà cố tọa lao lung. Dư chỉ khinh yên bán ngục khung tâm cảnh tương chỉ kinh lữ mộng cố giáo già tỏa diện hư ngung. Có phải ta đang bị ngồi tù? Ở đời ai giam được khói đâu? Cho dù tâm cảnh toàn ác mộng, dặn lòng không khuất phục bạo quyền. On self-reflection, I ask, am I in jail? Then I answer myself, no. Who can detain smoke, even when my mind is full of nightmare? Holding me chin up, I plead not to surrender to tyranny. Ở đời ai giam được khói đâu? Là tiếng nói dõng dạc, bất khuất của thầy khi thầy trả lời cán bộ cộng sản, không ai có quyền xét xử tôi. Không ai có quyền ân xá tôi, khi họ yêu cầu thầy làm đơn xin ân xá. Một bài thơ khác thầy viết năm 1978 khi ở trong tù làm tôi thật sự xúc động, đó là bài Tôi Vẫn Đợi. Tôi vẫn đợi những đêm dài khắc khoải, màu xanh sao trong tiếng khóc ven rừng, trong bóng tối hận thù, tha thiết mãi. Một vì sao bên khóe miệng rưng rưng, tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió, màu đen tuyền ánh mắt tự ngàn xưa, nhìn hun hút cho dài thêm lịch sử. Dài con sông tràn máu lệ quê cha. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ. Quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương, người ở lại giữa lòng tay bạo chúa. Cọng lau gầy chĩu nặng ánh tà dương. Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng. Ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu. Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng. Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều. Awaiting. In a colorless crying sound by the edge of a forest. In the darkness of never-ending hatred. In deep sleeplessly night I am awaiting. On my tearful mouth corner, a star to appear. In quiet, silent night I am awaiting to acquire, the two black eyes of our ancient time. To look deeper into our historical insight. To see our fatherland river spilling sorrow tear and blood. Forgotten those being left behind in the hand of the tyrant. Forgotten those having crossed the Pacific Ocean. Forgotten the crashing wave, oh me lie I am awaiting, a fragile thin rip, bent down by the sunset ray. Facing the truth that I am a little prisoner, unconsciously finger tapping on the moss wound, closing me eye, I dream to become. A morning dew, a lightning bolt, or some afternoon cloud. Thưa thầy, chúng con cũng như thầy vẫn nhớ những người vượt biển Thái Bình Dương và những người còn ở lại. Con biết thầy nói thầy quên, mà thầy còn nhắc tới họ tức là thầy vẫn còn nhớ, và không phải chỉ mình thầy đang đợi, mà chúng con, những người còn gọi Việt Nam là quê hương, dù sống trong hay ngoài nước Việt, cũng đang chờ đợi như thầy. Cuối cùng là một bài thơ khác của thầy, bài Mộng Ngày, nhưng so với bài tôi đã dịch năm ngoái, 2022 thì tôi có sửa đổi đôi chút. Khi đó tôi dịch tựa đề là Daydream. Bây giờ tôi đổi lại là Daydream. Lý do mà tôi đổi là vì Dream xảy ra khi mình ngủ, còn Daydream xảy ra khi mình thức. Khi đó tôi có ao ước, nếu có một ngày nào, bản dịch này được lọt vào mắt thầy, thì tôi hạnh phúc biết bao, nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa biết thầy đã đọc chưa. Có lẽ vì dịch chưa tới hay vì duyên chưa chín. Mộng ngày, ta cởi kiến đi tìm tiên động. Cõi trường sinh đàn bướm giật giờ, cóc và nhái lang thang tìm sống. Trong hang sâu con rắn nằm mơ. Đầu cửa động đàn ong luân vũ, chị hoa rừng son phấn lẳng lơ. Thẹn hương sắc lau già vươn dậy, làm tiên ông tóc trắng phất phơ. Kiến bò quanh nhọc nhằn kiếm sống, ta trên lưng món nợ ân tình. Cũng định mệnh lạc loài tổ quốc, cũng tình chung tơ nắng mong manh. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh, ngoài hư không có dấu chim bay. Từ tiếng gọi màu đen đất khổ, thắp tâm tư thay ánh mặt trời. Ta gọi kiến, ngập ngừng mây bạc, đường ta đi, non nước bồi hồi. Bóc quá khứ, thiên thần kinh ngạc, cắn vô biên trái mộng vỡ đôi. Non nước ấy trầm ngâm từ độ, lửa rừng khuya yêu xác lá khô. Ta đi tìm trái tim đã vỡ. Đói thời gian ta gặm hư vô. Giải thích theo quan điểm chủ quan của tôi, không chắc đúng với ý thầy, người xưa có nói, dịch là diệt, bài dịch giết chết cái hay của bài gốc. Nên tôi chỉ hy vọng đã không hiểu sai ý của thầy,
chứ không dám gọi. Bản dịch này của tôi là một bài thơ. Ví dụ như khi thầy viết, ta gọi kiến, ngập ngừng mây bạc, thì tôi hiểu là khi thầy gọi đám kiến lại gần thì thay vì kiến, đám mây bạc ngập ngừng bay lại gần. Tôi có cảm tưởng như đang đọc thơ của Phó Đại Sĩ, một thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa vào thế kỷ thứ 5. Bài thơ có câu: Nhân tùng kiều thượng qua, kiều lưu thủy bất lưu. Người trên cầu qua lại, cầu trôi, nước chẳng trôi. Một ví dụ khác, khi thầy viết, bóc quá khứ, thiên thần kinh ngạc, thì tôi hiểu là thiên thần kinh ngạc khi thấy thầy lột trần quá khứ và đó là quá khứ của đất nước mình. Không biết là thiên thần kinh ngạc về hành động can đảm của thầy khi dám lột trần quá khứ của đất nước, hay họ kinh ngạc về sự tàn ác của Cộng sản áp đặt lên đất nước Việt Nam trong suốt mấy mươi năm mà thầy lột trần cho họ thấy. Còn cắn vô biên trái mộng vỡ đôi, thì quá rõ ràng, khi trái mộng bị vỡ là khi sự thật được phô bày. Còn câu thơ, ngoài hư không, có dấu chim bay của thầy khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện khi hai thầy trò Mã Tổ Đạo Nhất và Bách Trượng Hoài Hải đi dạo, thấy một đàn chim bay qua, thì Mã Tổ mới hỏi Bách Trượng là đàn chim đâu rồi, thì Bách Trượng trả lời là chúng bay mất rồi. Ngay lập tức, Mã Tổ vặn mũi của Bách Trượng thật mạnh và hỏi, hà tằng phi khứ. Từ vô thủy đến nay chúng có bao giờ bay mất đâu, khiến trong cơn đau điếng, Bách Trượng chợt ngộ đạo. Vì thế, tôi dịch câu thơ của thầy là nơi hư không đó, dấu chim bay luôn luôn có ở đó, chẳng bao giờ biến mất. Bài thơ mộng ngày có 6 phân đoạn. Trong phân đoạn 1, tôi dùng chữ Where Death Does Not Exist để tả cõi trường sinh, thay vì chữ Eternal, vì tôi muốn nhấn mạnh ý của thầy là nơi đây bất sinh, bất diệt. Mọi hoạt động ở đây đều được diễn tả bằng thì hiện tại, present time thay vì quá khứ past time. Toàn bộ câu chuyện trong bài thơ đều được viết ở thì hiện tại. Tiếng Việt không chia thì như tiếng Anh, nên khi dịch qua tiếng Anh ở thì hiện tại, tôi hy vọng đã đoán đúng ý thầy. Trong phân đoạn 2, thầy tiếp tục cho chúng ta thấy sự yên bình bề ngoài ở cõi tiên. Thầy muốn nói dù bất sinh bất diệt, nơi đây tham vọng và ganh tị vẫn còn. Vì thế, tôi dịch ba chữ thẹn hương sắc của thầy bằng một câu dài, A same of the inferior color and smell. Thầy chỉ muốn mượn cõi tiên để diễn tả cõi lòng của thầy đối với đất nước, nơi tham vọng và ganh tị hiện hữu, mà thầy sẽ viết trong những đoạn sau. Trong phân đoạn 3, thầy cho biết thầy đang mang món nợ trên lưng thầy. Đó là nợ tổ quốc, một trong tứ ân của đạo Phật. Cũng định mệnh lạc loài tổ quốc, có nghĩa là thầy cũng lạc loài mất nước, như bầy kiến kia mất tổ. Cũng tình trung tơ nắng mong manh, có nghĩa là thầy cũng yêu đất nước của thầy như bầy kiến kia yêu tổ. Tình yêu này sao lại mong manh như tơ nắng? Đừng thấy tơ nắng mong manh mà coi thường nó. Có ai mà cắt đứt được tơ nắng không? Đây là tơ nắng, chứ không phải tia nắng. Cái khác biệt rất lớn, vì sợi tơ có thể trói buộc. Trong phân đoạn 4, trên đường đi tìm cõi tịnh, nơi chim đã bay qua nhưng dấu vết luôn còn đó để ta có thể theo dấu đó mà tìm tới. Đó là cõi giác mà thiền sư Bách Trượng tìm thấy khi sư thấy được dấu chim bay. Với lòng yêu quê hương tha thiết, cõi tịnh của thầy là nơi quê hương ta đó, ngày nào tâm tư thắp sáng, thay cho ánh mặt trời. Trong phân đoạn 5, thầy diễn tả lòng yêu nước của thầy nồng nàn tới nỗi cảm động cả mây trời và đất nước. Khi trái mộng bị vỡ đôi là khi sự thật tội ác của Cộng sản được phô bày. Khi thầy lột trần quá khứ tội ác Cộng sản đối với đất nước, thiên thần cũng phải kinh ngạc. Như đã viết ở trên, không biết là thiên thần kinh ngạc về hành động can đảm của thầy, hay họ kinh ngạc về sự tàn ác của Cộng sản, hay cả hai. Trong phân đoạn 6, tôi hiểu chữ trầm ngâm của thầy là stillmate, đóng băng, bế tắc và lửa rừng khuya yêu xác lá khô, là cháy dữ dội. Đó là biến cố 30475. Từ ngày đó, vì đất nước đã bị đóng băng, bế tắc, thầy không ngừng đi tìm lại trái tim Việt Nam đã vỡ nát, dù đói khát cũng không làm thầy nản chí. Tôi dịch chữ hư vô trong câu chót của bài thơ, đói thời gian ta gặm hư vô, là emptiness, thay vì nothingness. Nothingness phủ nhận sự hiện hữu của tất cả mọi thứ, cả không gian và thời gian, còn emptiness không phủ nhận sự hiện hữu của chúng mà chỉ giữ cho tâm mình được trống vắng tuyệt đối, không bị lay động bởi ngoại cảnh. Giấc mơ có thực, không phải là nothing. Giấc mơ, dù về mặt vật chất thì chúng trống rỗng, empty, nhưng chúng là những hình ảnh sống động. Chắc chắn nhiều bạn đã nhiều lần la hét và đổ mồ hôi trong mơ. Dưới đây là bài dịch của tôi. Daydream. On the back of an end, searching for a sanctuary. Where death does not exist,
If I a heard of butterfly fluttering, and some toad and frog wandering around, looking for food, why deep in its cave, a snake is daydreaming. At the entrance, dancing round the forest flower a swarm of bee, proudly showing off their beautiful color and attractive perfume. A shame of their inferior color and smell, the red flower stand up, looking like old angel, white hair, wavering in the wind. Here are some ants running around, searching for their homeland, with a heavy debt of love that I carry on me back. I also find myself homeless, sharing the same fate with the ants. And the love for our homeland, which is as fragile as sunlight thread. I ask me and where the tranquil world beyond the void is, where traces of butterfly can only be seen. And from the darkness of our suffering earth, rises the light of hope. In lieu of sunlight, Ico the An, but the silver cloud loosely arrive instead, and me homeland tremble following me path. The angel looks surprised when I unclutter me country path, and her dream fruit broken in half when I buy the limitless. Me country has been in stalemate. Since the day her forest were furiously burned down, in search of her broken heart. Out by the emptiness when I'm hungry of time. Tủ sách áo lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 8. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách áo lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào tập 9.